Xin chào anh chị và các bạn, hiện tại thì Quốc cùng với bạn Cám đang lên thêm thức ăn để mà giao cho anh Phương, khách hàng ở xã An Đức, huyện Ba Tri. Thì hôm trước Quốc có quay clip đó là anh Phương đã chuyển qua thức ăn OBS và tôm nó tuột về sai rất là nhanh. Hôm nay thì tiếp tục giao thêm thức ăn và chúng ta sẽ cùng xem là sau 5 ngày thì tôm của anh Phương nó đã tuột về sai bao nhiêu rồi. Và chúng ta cùng có cái định hướng để anh Phương nuôi tôm có lời trong giai đoạn này ha. Xin mời các anh chị và các bạn. Giờ thì Quốc đã đến được khu nuôi của anh Phương rồi anh chị ha. Đây là toàn cảnh khu ao nuôi tôm của anh Phương. Thì nước thì chúng ta sẽ thấy là nước nó có màu trà rồi, màu nước rất là sáng ha. Rồi chúng ta thấy nè, ở cuối gió đó thì nó có mấy cái bợn dây đó, tức là cái nhớt lột của con tôm đó, tức là tôm nó vẫn đang tăng tốc sai lớn tốt anh chị ha. Rồi bây giờ thì anh Phương anh sẽ tiến hành chài tôm rồi chúng ta xem là sau 5 ngày thì tôm nó tuột sai được thêm bao nhiêu con nữa. Đó là anh Phương. Là chừng nào tía anh? À dạ, đặt lú tía bớt cho nó thưa tôm ra, với lại có binh rồi thì nuôi cho nó dạng. Cái này nó trời với nó cũng không nhiều không? Dạ. Sâu, nước sâu tại nhỏ. Tôm này độ chắc chừng năm mấy con rồi anh? Dạ. Bữa là hai bữa nay là căng 58 con. À 58 con rồi. Đây, anh chị thấy là gan ruột ổn ha. Bữa giờ ở Ba Tri mưa lớn nhưng mà gan cũng đẹp, đường ruột thì đầy, như là đường ruột nó to ha. Con nào nói đường ruột bự chảng ha. Đường ruột thì ngon mà gan thì cũng được ha chú ạ. Bữa giờ mưa nhiều mà gan giờ là ổn rồi. Thì chắc cỡ 55 không á. Chắc tầm đó anh. Này. Chắc chẳng 55 con đổ lại. Cái này bây giờ mình tỉa bớt đi anh, tỉa lai rai cho nó gì, còn lại nó kéo về sẽ lớn là nó sẽ có lời ngon hơn. Dạ, chứ nó thưa ra thì tôm nó tuột sai cũng nhanh. Dạ. Thì hôm nay cũng kêu bả mấy bữa nay thì cũng đợi bả bắt mấy hồ tỉnh cho lòi bả xuống á. Dạ, hối bả đi đem tỉa cho nó chừng 150 200 kg cũng được. Còn lại kéo về xe lớn cho nó ngon. Rồi, thả xuống đi. Dạ dạ, được rồi. Giờ thì chúng ta cùng tiến đến vào bên trong xem là anh Phương anh đang xài những cái sản phẩm nào của bên công ty OBS ha. Rồi chúng ta thấy có vi sinh này, BST. Rồi, thức ăn OBS Live S40, tức là 40 đạm. Đây là thức ăn số 6. Dạ. Thì anh có xài các sản phẩm như là Hercu nè, Alicin nè, là các sản phẩm bổ gan, rồi đây Inuli, Bufota tăng trọng, Beta Lucan là để tăng chất đề kháng, Wenquistream là men enzyme, Nano Herbal là khoáng để giúp tôm nó chắc thịt nặng cân, chống công thông lực cơ. Rất là nhiều bao thức ăn OBS. Đây là thức ăn số 6 anh chị ha. Ngoài ra thì còn có khoáng Ritmin Plus. Anh thưa Phương tiếp tục thêm thức ăn để mà cho anh dặm thêm. Bây giờ là mấy giờ ta? 4:30. 4:30 mình cho ăn thì tới mấy giờ là mình lên quạt hết anh? Khoảng 5:15 ạ. 5:15. Dạ. Đó là anh Phương anh cho anh dặm thêm cử cuối. Thì chúng ta cùng nghe cái chia sẻ của anh Phương về cái sai tôm mà anh đang chài, tức là nó sẽ rút sai là một ngày khoảng 1,5 con. Thì với cái tốc độ lớn như thế này thì nuôi tôm chúng ta vẫn còn có lời. Và Quốc đang tư vấn cho anh Phương đó là bắt đầu thu tía lần lần. Khi mà chúng ta thu tía thì chúng ta thu bằng cách là chúng ta đặt lú ở những cái góc thì nó sẽ bắt bớt những cái con tôm xấu đi, hoặc là những con tôm yếu. Thì chúng ta cái ở Ba Tri thì khách hàng thông thường thì đặt lú sẽ bán chợ là nó sẽ có cái giá tốt hơn. Rồi những cái số tôm còn lại thì chúng ta tiếp tục nuôi để nó kéo về xe lớn. Hoặc là trong trường hợp mà nó không có thuận thì chúng ta thu hết luôn thì bà con mình cũng sẽ có lời. Đối với cái size từ 80 cho đến 100 con thì anh chị mình nuôi nên thu tỉa. Còn lại thì chúng ta kéo về xe lớn, có thể nó về size 25 con đến 30 con thì chúng ta sẽ có lời tốt hơn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi hết video và xin hẹn gặp lại ở trong những clip kế tiếp. Xin chào.